Chúng mình xin cảm tạ quý khán giả đã không có rời màn hình trên băng tầng 57.3 và chương trình thi ca này trở lại với thưa tất cả quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả, chúng mình đã giữ nghiêm những bài thơ tự tình và những bài thơ chiều nhớ quê gửi đến quý khán giả. Và mong rằng trong những giây phút quý khán giả nghe những vần thơ đó và hồi tưởng lại những cái gì cao đẹp nhất của quê hương Việt Nam chúng ta. Và bây giờ thì chúng mình lại xin gửi đến quý vị bài thơ. Bài thơ này chắc có lẽ là nhiều quý vị biết lắm và chắc chắn quý vị sẽ thích. Chúng mình xin gửi đến quý khán giả sau đây. Bài thơ Thề Non Nước. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về, cùng non nhớ lời nguyện ước thề non nước đi chưa lại non còn đừng trông non cao những ngóng cùng trông suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngã ngày sương mai một nắm hao gầy tóc mây một mài đã đầy tuyết sương trời tây ngả bóng tà dương càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha non cao tuổi vẫn chưa già non thời nhớ nước nước bà quên non dù cho sông cạn đá mòn còn nước hãy còn thể xưa non cao đã biết hay chưa nước đi ra bể lại mưa về nguồn nước non hội ngộ còn luôn bảo cho non chớ có buồn làm chi nước kia dù hãy còn đi ngàn dâu xanh tốt nón thì cứ vui nghìn năm giao ước kết đôi non nước
chưa nguôi lời thề. Chúng mình xin cảm tạ quý khán giả đã lắng nghe bài thơ Thề Non Nước. Và thưa quý khán giả, chắc chắn rằng những bài thơ này luôn luôn sẽ sống mãi với dòng đời và với tất cả những tâm hồn của người Việt, bất cứ những người Việt ở trên năm châu bốn bể. Và chúng mình sẽ ngâm một bài thơ này cho vui, bởi vì mình nói đến những bài thơ Thề Non Nước, rồi nói đến những bài thơ tự tình, thì bây giờ có bài thơ nói về tuổi già. Và bài thơ này của nhà thơ Cố Thi Hữu, Đào Hữu Dương. Đọc những câu tâm sự trên những câu tâm sự của nhà thơ Đào Hữu Dương, thì nhà thơ Đào Hữu Dương nói về thơ của nhà thơ Tản Đà và nói đến hai câu thơ là chi âm ai đó mau hồ giấy kẻo đến dư đồ lại tả tơi. Thì thường thường khi mà trà dư tửu hậu thì các quý cụ hay nói đến bức bản đồ của Việt Nam, nhưng mà thôi bây giờ chúng mình chỉ nói đến khi mà cụ nghĩ đến cái tuổi già của cụ thì cụ sẽ làm một bài thơ như sau. Trên là bài thơ chữ Hán là Thế Sự Du Du Nại Lão Hà, Vô Cùng Thiên Địa Nhập Hàm Ca, Thời Lai Đồ Điếu Thành Công Dị, Sự Khứ Anh Hùng Ẩm Hận Đa, Chí Chủ Hữu Hoài Phù Địa Trục, Tẩy Binh Vô Lộ Vãn Thiên Hà, Quốc Thù Vị Báo Đầu Tiên Bạch, Kỷ Độ Long Tuyền Đới Nguyệt Ma. Thì thưa quý vị khán giả, chúng mình không hề biết một chữ nào mà không hiểu một chữ nào ở bên trên là cụ Đào Hữu Dương nhà ta muốn nói gì, nhưng mà bây giờ thì may mắn quá là ở bài thơ dưới thì có bài thơ dịch sau đây. Tuổi già lận đận nỗi tình đời, tuổi già lận đận nỗi tình đời, vô tận vần xoay khoảnh đất trời, ti tiện gặp thời lên chẳng khó, anh hùng lỡ bước hận nhiều thôi. Vác non phò chùa trên vai nặng, gột giáp qua mây mặt nước trôi, thù nước chưa xong đầu sớm bạc, dưới trăng mài kiếm mấy thu rồi. Sầu vong quốc phải chăng là mối sầu vạn cổ, Tản Đà cho rằng mình sinh bất phùng thời, nỗi buồn vì thân thế quẫn bách cô đơn, cộng với niềm đau nhục của quê hương đất nước, ông bi phẫn thốt lên. Biết bao ra Bắc vào Nam, bước đồ dư rách đã cam khó lòng, văn chương chút nghĩa đèo bồng, thuyền không tay lai vẫy vùng được sao. Xuân Tứ. Và cuối cùng tiên sinh cam nhận số phận hẩm hiu, đành thúc thủ trong thất bại cay đắng,
quản chi sông dọc doành khơi buồn không thuận gió ai ơi cũng đành. Thư của người nhà quê, cả cuộc đời của tản đà, dù mê đắm trong văn thơ chữ nghĩa, dù say sưa túy lũy càn khôn, dù ngông nghênh xem mục hạ vô nhân, coi trời bằng vung, nhưng trên hết cả, chói lọi hơn hết cả, vẫn là tình non nước. Là cái tấm lòng ái quốc chân thành trung kiên, thẳng băng mực tàu của một sĩ phu. Lời tâm huyết sau đây được coi như câu dối răng tuyệt mệnh của tiên sinh. Tấm riêng riêng những thẹn mình giữa đường buông dứt gánh tình như không. Gặp tờ giấy niêm phong hạt lệ, nhờ cánh tem bay để cung mây. Ái ân thôi có ngần này, thề nguyện non nước đợi ngày. Tại sinh. Thưa quý khán giả, Trúc Minh mỗi đêm Trúc Minh mở hết cuốn thơ này đến cuốn thơ kia để tìm những bài thơ hợp với thời cuộc mà đang là xảy ra ở Việt Nam bây giờ, và mong sao những vần thơ Trúc Minh ngâm lên gửi đến quý khán giả và gửi đến tuổi trẻ, và đây cũng như là những đóng góp vào những tranh đấu cho quê hương Việt Nam, và mong một ngày quê hương Việt Nam được thanh bình, tự do, ấm no. Và thưa quý khán giả, chương trình đến đây thì đã không còn giờ, và Trúc Minh xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới cũng vào